Thưa quý vị, ngày 13 tháng 9 năm 1945, chỉ sau 11 ngày đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 33C thành lập các tòa án quân sự. Đây là sự kiện đánh dấu sự ra đời của ngành tòa án, một ngành có vị trí trung tâm trong các cơ quan tư pháp, có vai trò quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành tòa án nhân dân, ngày 13 tháng 9 năm 1945, 13 tháng 9 năm 2022. Trải qua 77 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ giữ chức danh tư pháp trong ngành tòa án nhân dân nói chung và tòa án nhân dân hai cấp thành phố Đà Nẵng nói riêng không ngừng lớn mạnh về số lượng và chất lượng, bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số cán bộ công chức tòa án có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, nhà nước và luôn tận tụy với nhân dân, luôn phụng công thủ pháp, chí công vô tư và gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân theo lời dạy của Bác Hồ. Đã là một thẩm phán thì phải hội tụ năm cái tố chất cơ bản sau đây. Thứ nhất là phải có tư cách đạo đức của thẩm phán phải trong sáng. Thứ hai là phải có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. Thứ ba là phải tinh thông về nghiệp vụ, giỏi về nghiệp vụ. Và thứ tư là phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc thẩm phán khi xét xử phải độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Và tố chất thứ năm đó là thẩm phán khi xét xử ngoài việc áp dụng đúng quy định pháp luật còn có cái tính nhân ái, cái tình nhân ái và bản án tuyên và có tính nhân văn. Thì như thế thẩm phán mới làm tròn được trách nhiệm bảo vệ công lý. Trước hết là người thẩm phán phải có trình độ, năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong công tác giải quyết xét xử và phải có bản lĩnh xử lý các cái tình huống xảy ra trong quá trình giải quyết xét xử các cái vụ án. Ngoài ra thì về mặt phẩm chất đạo đức thì đòi hỏi người thẩm phán là phải luôn trung thực, khách quan, vô tư, công bằng khi giải quyết xét xử và phải luôn tận tụy với công việc, với cái tôn chỉ là phụng công thủ pháp, chí công vô tư và luôn gần dân, hiểu dân, học dân. Là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp nhà nước, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, theo nghị quyết của Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tối cao, cũng như các nhiệm vụ mà Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố giao cho Tòa án Nhân dân hai cấp. Đặc biệt, ngành Tòa án Nhân dân đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa các mặt hoạt động của tòa án, bước đầu đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động được nâng cao, đặt nền móng cho việc xây dựng tòa án điện tử trong tương lai. Qua đó đã tổ chức xét xử trực tuyến hơn 120 phiên tòa hình sự, hành chính theo nghị quyết 33 của Quốc hội, triển khai áp dụng phần mềm, trợ lý ảo, quản lý án, đăng tải, công khai bản án trên cổng thông tin điện tử. Qua cái kết quả mà chúng tôi xử trực tuyến, hiệu quả đem lại, tôi thấy là nó rất là rõ ràng. Không chỉ đem lại lợi ích chính trị, xã hội mà lợi ích kinh tế to lớn cho cả tòa án, cho cả người dân và cho cả chính quyền. Tòa án thì không phải di chuyển hàng ngàn km ở địa bàn miền Trung này, thì tiết kiệm kinh phí rất lớn. Đối với người dân, họ ngồi tại nhà hoặc là ở tại, họ đến chỉ cần đến cái trụ sở tòa án nơi họ cư trú là có thể tham gia phiên tòa. Đối với chính quyền, có thể ở ngay tại phòng làm việc, không cần phải đến trụ sở tòa án vẫn có thể tham gia được phiên tòa. Như vậy là người dân, chính quyền và tòa án đều tiết kiệm được chi phí đi lại, ăn ở, tiết kiệm được tiền bạc và đặc biệt là tiết kiệm cả thời gian. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố đã chủ động đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ phù hợp với tình hình mới. Tỷ lệ giải quyết các loại án về cơ bản được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Các vụ án thuộc diện cấp ủy theo dõi chỉ đạo đôn đốc dư luận xã hội quan tâm được giải quyết xét xử kịp thời, hình phạt áp dụng nghiêm minh, đảm bảo phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Bên cạnh đó, Tòa án Nhân dân hai cấp thành phố đã thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ người nghèo, trẻ em khó khăn, đồng bào bị thiên tai, bão lụt. Các tòa án cấp quận huyện cũng đã tích cực hưởng ứng, tham gia vào các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Tòa án Nhân dân tối cao, cũng như chính quyền địa phương phát động. Trong thời gian tới, thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tốt với cơ quan chức năng, với lại các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố để mà hoàn thành tốt công tác giải quyết xét xử các loại án, và trong đó là sẽ cố gắng thực hiện tốt luật hòa giải đối thoại trong tòa án để giảm thiểu cái áp lực về cái việc giải quyết xét xử trong tòa án. Vấn đề thứ hai là để tiến tới thành lập tòa án điện tử theo cái chủ trương chung của nhà nước cũng như của tòa án tối cao. Thì trong thời gian đến, tòa án hai cấp thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt các cái nhiệm vụ về cải cách tư pháp mà trong thời gian qua cũng đã thực hiện. Tuy nhiên, trong thời đại 4.0 như hiện nay, việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đã tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi cán bộ công chức tòa án nhân dân phải nỗ lực rất cao, quyết tâm rất lớn, phấn đấu để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm 2022 và những năm tiếp theo, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân giao phó trong công cuộc bảo vệ công lý, quyền con người, pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam.